Và đây là dinh thầy Thiếm các bạn, ở thị xã La Ghi. Mình tiếp tục làm video phần phần 4, phải không? Từ dinh thầy Thiếm này về về Củ Chi các bạn. Mình đi ngã ngã Vũng Tàu để về Củ Chi. Giờ mình đi qua mộ thầy Thiếm. Từ dinh thầy Thiếm mình qua mộ. Sau đó mình ra thị xã La Ghi và mình về Long Hải, chạy đường ven biển. Đây là từ Vinh qua mộ các bạn. Xem video của vợ chồng mình, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh nha các bạn. Đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần hai vợ chồng mình. Mỗi lượt đăng ký của các bạn là nguồn động viên rất lớn đối với vợ chồng mình, để vợ chồng mình có thêm nhiều năng lực hơn nữa để làm nhiều video tiếp theo các bạn. Đăng ký là hoàn toàn miễn phí. Vợ chồng mình có hai kênh YouTube các bạn. Kênh thứ nhất là vợ chồng sửa xe, bởi vì vợ chồng mình làm nghề sửa xe hai bánh gắn máy. Và kênh thứ hai là kênh vợ chồng du ký. Vợ chồng mình chuyên review các đoạn đường trên đất nước Việt Nam bạn. Mình đi đến đâu mình quay phim mình đưa lên YouTube đến đó, để tất cả các bạn cô chú anh chị cùng vợ chồng mình thưởng lãm những cảnh đẹp trên quê hương đất nước Việt Nam qua những chuyến đi của vợ chồng mình. Và bây giờ vợ chồng mình xin mời tất cả các bạn cô chú anh chị cùng theo dõi hành trình của vợ chồng mình. Mình đang đi hướng từ dinh thầy Thiếm qua mộ của thầy Thiếm ở thị xã La Ghi các bạn. Của hành trình đi từ chợ Phan Thiết về Củ Chi, mình đi ngã Long Hải, sau đó qua Vũng Tàu và về Củ Chi. Giờ mình đang chạy từ dinh thầy Thiếm qua mộ thầy Thiếm. Tiếp nữa, chứ mình không có đi vô. Đây là khu vực mộ cái tiếng rồi. Tranh thủ về Sài Gòn. Sau đó mình về Củ Chi. Trái thì
qua Vinh, còn mình giờ mình đi về chỗ Long Hải rồi Vinh Cô các bạn, đi ngang Vinh Cô, Long Hải, sau đó mình về Vũng Tàu. Còn trên bảng hiệu mình thấy để đường DT719 cũng có lẽ là đường Lý Thái Tổ người ta mới đặt sau này. Kiếm đường đi ra biển. Xa biển
đường ven biển. Gió dữ lắm. Đây, mình đi cái đường ven biển này. Mình chạy men theo bờ biển. Bên trái mình là biển các bạn. Dạ, bữa mở rộng xong đường này rộng lắm. Còn như đi đường 79 là đi tốt trong kia. Không mở rộng gì bên đây. Mấy cái đụng cát, gió thổi cát giòn vô. Đường lớn đợt cát lại tụt đợt cát cũng được. Biển có cái đường đi vô mấy cái đồi cát á, cao nghèo. Nó muốn ra biển phải băng ngang cái đồi cát.
kilowatt. Chữ KW là kilowatt. Đi nhanh nhất. Này đánh trò chạy lục tung beng. Thẳng thẳng. Thì đi xuống rồi mới xỉa cái đó. Giờ mình đi thẳng đây. Thẳng đi. Đi theo cái này thì lẹ này. Để tối rồi. Vừa ra là rẽ trái lên cầu liền. Tân Lý
mình mang lọc cũng phèn. Đây phường Bình Tân, thị xã La Ghi. Đồng cửa xong ghi. Quá. Đẹp
vòng chơi. Phước Lộc, thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận. Ở Tân Phước là ghi Bình Thuận, và mình xin kết thúc video ở đây bạn. Tân Phước.